Cô chào các em. Trước khi vào bài mới, chúng ta sẽ tham gia hoạt động khởi động, hoàn thành các nội dung dưới đây. Thời gian ra đời nước Văn Lang, đứng đầu nhà nước Văn Lang, kinh đô của nhà nước Văn Lang. Thời gian ra đời của nhà nước Văn Lang là khoảng thế kỷ 7 trước công nguyên. Đứng đầu nhà nước là vua Hùng Vương, kinh đô đặt ở Phong Châu, Việt Trì, Phú Thọ. Vậy nước Âu Lạc ra đời vào khoảng thời gian nào? Và nước Âu Lạc có điểm gì mới so với nhà nước Văn Lang? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp bài 14. Tiết học hôm nay các em sẽ tìm hiểu phần 2 La Mã, nhà nước Âu Lạc, bài 14. Các em quan sát lược đồ kháng chiến nhà Tần của Lạc Việt và Tây Âu. Năm 214 trước công nguyên, quân Tần ở phương Bắc đánh xuống vùng đất sinh sống của các bộ tộc Việt. Trước cảnh giặc xâm lược, các bộ tộc Việt đã làm gì? Người Lạc Việt và người Âu Việt đã dũng cảm chiến đấu chống quân Tần dưới sự lãnh đạo của Thục Phán. Vào năm 208 trước công nguyên, tướng giặc là Đồ Thư bị giết, quân Tần gặp nhiều khó khăn phải rút về nước. Việc hợp nhất Tây Âu và Lạc Việt cùng đánh giặc nói lên điều gì các em? Nói lên sự đoàn kết của dân tộc ta. Người thủ lĩnh Tây Âu hy sinh, nhưng nhân dân Tây Âu Lạc Việt không chịu đầu hàng. Sử cổ có chép, người Việt trốn vào rừng không ai chịu để quân Tần bắt. Rồi họ đặt người Tuấn Kiệt lên làm tớ, đó chính là Thục Phán. Ngày ở yên, đêm đến thì ra quân đánh Tần. Sau khi giành thắng lợi, Thục Phán đã làm gì? Sau kháng chiến chống Tần, Thục Phán xưng là An Dương Vương. Ông đổi tên nước thành Âu Lạc, giờ đô về Phong Khê, nay là Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội. Tổ chức bộ máy nhà nước thời Âu Lạc giống như là thời Văn Lang, không thay đổi nhưng chặt chẽ hơn. Vua có quyền thế hơn trong việc trị nước, có quân đội, có vũ khí tốt, lãnh thổ cũng mở rộng hơn thời kỳ Văn Lang và được chia thành nhiều bộ. Em quan sát hình ảnh lẫy nỏ và mũi tên đầu. Em có nhận xét gì về kỹ thuật luyện kim và trình độ quân sự thời Âu Lạc? Kỹ thuật luyện kim và trình độ quân sự thời Âu Lạc cao hơn thời Văn Lang. Các em quan sát hình 14.4, sơ đồ khu di tích thành Cổ Loa. Thành Cổ Loa đắp bằng đất, gồm 3 vòng khép kín, chu vi khoảng 16.000 m, cao từ 5 m đến 10 m, mặt ngoài dốc thẳng đứng. Mặt trong dốc thoai thoải, để đánh vào thì khó, đánh ra thì dễ. Cả ba vòng thành đều có hào nước bao quanh, nối liền với nhau và nối thông với sông Hồng, nên lúc nào cũng đảm bảo nước ngập. Thành nội có hình chữ nhật, nay vẫn còn di tích nơi vua thiết triều. Với hệ thống hào, sông, thành và lũy kết hợp chặt chẽ, thành Cổ Loa là một phòng tuyến bảo vệ kiên cố, không thể đánh từ ngoài vào. Vậy bạn nào cho cô biết vua cho xây dựng thành Cổ Loa để làm gì? À, để bảo vệ đất nước. Đây là hình ảnh dấu vết ủ đất trong thành nội Cổ Loa, nơi vua thiết triều. Em nào hãy cho cô biết là nhà nước thời Âu Lạc có điểm gì mới so với nhà nước thời Văn Lang? Thời gian hình thành nhà nước Âu Lạc là khoảng năm 208 trước công nguyên. Phạm vi không gian lãnh thổ của nước Âu Lạc mở rộng hơn so với nhà nước Văn Lang. Tổ chức nhà nước không có nhiều thay đổi, nhưng quyền lực nhà vua được mở rộng hơn, có quân đội mạnh, vũ khí tốt, đặc biệt có thành Cổ Loa để bảo vệ phòng tuyến. Chuyển kinh đô xuống vùng Cổ Loa, Hà Nội. Các em ghi nội dung nhà nước Âu Lạc.
Năm 214 trước Công nguyên, quân Tần đánh xuống vùng đất sinh sống của các bộ tộc Việt. Người Lạc Việt và Âu Việt dũng cảm chiến đấu dưới sự lãnh đạo của Thục Phán. Sau kháng chiến chống Tần, Thục Phán xưng là An Dương Vương. Ông đổi tên nước thành Âu Lạc, dời đô về Phong Khê. Tổ chức bộ máy nhà nước thời Âu Lạc chặt chẽ hơn, vua có quyền thế hơn trong việc trị nước. An Dương Vương cho xây dựng thành Cổ Loa để phòng vệ. Thông qua hoạt động luyện tập, câu hỏi số 1, kinh đô nước Âu Lạc được đặt ở đâu? Kinh đô nước Âu Lạc được đặt ở Phong Khê, Hà Nội ngày nay. Như vậy đáp án chính xác là đáp án D. Câu hỏi số 2, sau kháng chiến chống Tần, Thục Phán xưng là gì? Thục Phán xưng là An Dương Vương. Đáp án B là chính xác. Kèm qua hoạt động vận dụng. Từ truyền thuyết con rồng giáo tiên, em hiểu thế nào về hai chữ đồng bào và truyền thống tương thân tương ái của người Việt? Đồng bào tức là những người con đất Việt đều mang chung một dòng máu, đều có chung một cội nguồn, đều là những người anh em ruột thịt một nhà. Tương thân tương ái nghĩa là mọi người cùng yêu thương, đùm bọc, sống hòa thuận, tình cảm với nhau bằng tình thương giữa con người với con người. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng cố gắng giúp đỡ nhau. Sau khi nghe giảng tiết học hôm nay, các em chép bài đầy đủ và tập. Các em chuẩn bị đọc trước cho cô bài 15, đời sống của người Việt, thời kỳ Văn Lang, Âu Lạc. Các em xem là đời sống của người dân Văn Lang, Âu Lạc như thế nào. Chúng ta sẽ tìm hiểu ở bài 15. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Chúc các em học tập thật tốt. Cô chào tạm biệt các em.